Mật ong là gì, chúng đóng vai trò như thế nào trong quy trình chăm sóc da của chúng ta? Ở video này thì mình sẽ giúp các bạn có thể tổng hợp được những kiến thức quan trọng nhất về thành phần được coi là siêu phẩm dành cho các tín đồ skincare. AHA là cụm từ quen thuộc thường xuyên xuất hiện trong các loại sản phẩm chăm sóc da và có tới 90% tín đồ đam mê skincare thì không còn xa lạ gì với khái niệm này nữa. Vậy thì đối với những người mà chưa biết đến AHA thì chúng ta đừng vội bỏ qua video này, bởi vì rất là có thể các bạn sẽ tìm thấy những điều mà bạn đang cần. AHA là một dạng axit gốc nước và xuất hiện trong trái cây, thực vật, đường sữa và chúng có khả năng tan trong nước, đồng thời thì hấp thụ nước rất là nhanh và nhờ vào đặc tính an toàn trên làn da và kích thích sản sinh collagen, elastin. Khi thoa lên da thì AHA có thể nhẹ nhàng làm mềm và làm thanh tẩy đi lớp ở trên bề mặt này và đồng thời thì sẽ kích thích sản sinh lớp tế bào mới làm cho làn da luôn sáng và khỏe hơn. AHA sẽ làm mờ những vùng da thâm sạm, cải thiện làn da không đều màu, da bị mắc chứng gia tăng sắc tố và da sạm nám này, đặc biệt là những loại nám da trong giai đoạn mang thai. Nó có khả năng rất là nổi trội trong việc kiểm soát tăng sinh melanin trên làn da, hiệu quả trong việc giúp làm giảm nám, tàn nhang và các đốm sậm màu trên làn da. Và bạn có thể sử dụng các loại sản phẩm như là dạng kem hay là lông tông và có chứa AHA với tỷ lệ phù hợp. Tẩy da chết hóa học có tính axit nên rất là nhạy cảm với ánh nắng của mặt trời, cho nên bạn thực hiện tẩy da chết vào buổi tối và sử dụng sữa rửa mặt vào buổi sáng hôm sau để có thể loại bỏ hoàn toàn các tế bào chết được đẩy lên trong thời gian ngủ. Và quay trở lại với đặc tính tan trong nước đã được đề cập trước đó thì AHA dễ dàng tác dụng lên bề mặt da và tái tạo lớp biểu bì trên cùng. Thành phần này khuyên dùng đối với những làn da khô, là da bị xỉn màu hay là lão hóa và góp phần làm giảm nếp nhăn nông, trị mụn ẩn này, cải thiện tình trạng làn da thô ráp, duy trì sự láng mịn và ẩm mượt dài lâu cho làn da. Theo nghiên cứu thì AHA chỉ có thể hoạt động ở tầng thượng bì, thúc đẩy sự phát triển và tăng cường độ dày của cấu trúc da và củng cố chất lượng của các sợi elastin và collagen, và khi tiếp xúc với làn da thì chúng sẽ nhanh chóng loại bỏ các lớp sừng và tế bào chết. Qua sự can thiệp ion tế bào, kích thích tế bào da cỗi trong da sẽ nhanh chóng và tự giải phóng ra bên ngoài, và AHA sẽ hoạt động như là một chất hóa học loại bỏ tế bào chết trên làn da, kích thích quá trình thay da tự nhiên, giúp cho làn da sẽ trở nên mềm mịn, sáng hồng hơn. Và đồng thời thì AHA còn là phương pháp cấp ẩm cho làn da nhờ vào khả năng ngậm nước vô cùng linh hoạt. Và nói cách khác thì AHA sẽ hoạt động theo hình thức phá vỡ lớp cấu trúc bề mặt và lớp sừng trên cùng, đồng thời thì tái sản sinh tế bào mới và tăng độ khỏe mạnh cho làn da. Sở hữu rất nhiều công dụng mà chắc chắn là không thể bỏ qua, thì sau đây là những lý do mà khiến cho ai trong số chúng ta cũng nên ít nhất một lần trải nghiệm thành phần này. Đó là thứ nhất là duy trì làn da mềm mịn. Hầu hết những sản phẩm có chứa AHA đều có chức năng làm mềm mịn da rất là nhanh chóng. Và lý do thứ hai đó chính là hỗ trợ cải thiện mụn. Không có gì khó hiểu khi mà nó có thể vừa loại bỏ tế bào chết thì AHA cũng có thể tham gia vào quá trình loại bỏ mụn nhờ thành phần glycolic acid tiềm năng được đánh giá cao trong việc cải thiện làn da mụn nhanh chóng, nên là bạn hoàn toàn có thể sử dụng sản phẩm có chứa AHA khi bị mụn với tỷ lệ phù hợp. Và trong giai đoạn bị mụn tấn công thì các bạn nên tham khảo ý kiến của chuyên gia để có thể biết cách sử dụng AHA hiệu quả nhất nhé. Và lão hóa là quá trình tự nhiên của cơ thể và ai cũng phải trải qua cả, và vì một số nguyên nhân như là tác động ngoại cảnh thì quá trình lão hóa da sẽ có thể diễn ra nhanh hơn, và AHA sẽ góp phần không nhỏ vào trong việc là ngăn ngừa các dấu hiệu tuổi tác. Bên cạnh khả năng hỗ trợ loại bỏ mụn thì AHA sẽ tẩy tế bào chết rất là hoàn hảo mà không hề gây ra các tác động về vật lý trên làn da, thì điều này sẽ đồng nghĩa với việc là làn da sẽ hạn chế tối đa bị kích ứng, mẩn đỏ hay là ngứa rát như là những hiện tượng thường gặp khi mà chúng ta tẩy da chết bằng vật lý dạng hạt. Để giải phóng hoàn hảo được các tế bào chết tích tụ trên bề mặt của biểu bì thì bạn nên sử dụng AHA sau bước rửa mặt và trước bước tinh chất hoặc là kem dưỡng thì sẽ nhận được kết quả tối ưu nhất. Được mệnh danh là thành phần ngôi sao có khả năng nổi trội trong việc kiểm soát tăng sinh melanin trên làn da thì AHA sẽ hiệu quả trong việc giúp giảm nám này, tàn nhang và các đốm sậm màu trên làn da. Và ngoài ra thì nó còn có thể tác dụng phục hồi tổn thương do ánh nắng của mặt trời, và thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng của mặt trời thì có thể khiến cho làn da sẽ tổn thương nghiêm trọng hơn, như là tăng sắc tố này, xuất hiện các đốm đen, làn da sẽ sạm và xỉn màu, xuất hiện các nếp nhăn, và việc sử dụng AHA thì có thể giảm đồng của ánh nắng mặt trời trên làn da và giúp bảo vệ làn da rất là hoàn hảo. À, câu hỏi đặt ra là nên lựa chọn AHA nồng độ nào thì sẽ phù hợp nhất? Thì nếu như bạn đã biết đến BHA thì AHA sẽ đòi hỏi nồng độ cao hơn BHA để hoạt động. Thì hầu hết nồng độ AHA trung bình là khoảng từ 5-10% thì sẽ phát huy tác dụng tốt nhất, và một số trường hợp thì sẽ dùng trên 20%, tuy nhiên thì cần phải có kê đơn. Và còn một điều nữa đó là không phải cứ sản phẩm
nào có chứa AHA thì sẽ mang lại những tác dụng tích cực đối với làn da. Tuy nhiên từng trường hợp cũng như là đặc tính của làn da của mỗi người thì sẽ có những phân loại nồng độ khác nhau. Việc sử dụng AHA đối với làn da từng người thì không phải lúc nào cũng phát huy được hết những công dụng đó. Đôi khi thì bạn sẽ gặp phải những trường hợp phản ứng phụ như là làn da sẽ nhạy cảm hơn trước tác động của ánh nắng của mặt trời hoặc là kích ứng da. Cảm của làn da sẽ tăng lên tới 50%, do đó cho nên bắt buộc bạn cần phải kết hợp với các sản phẩm chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên. Đồng thời thì sử dụng thêm kem dưỡng ẩm cho làn da thường xuyên để đạt được hiệu quả cao nhất. Và theo khuyến cáo của FDA, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, thì khi mà chúng ta sử dụng sản phẩm có chứa AHA thì dù trong sản phẩm đó đã chứa thành phần chống nắng, thế nhưng mà chúng ta bắt buộc phải dùng thêm nào đó về kem chống nắng chuyên dụng, đồng thời sẽ phải che chắn thật là kỹ càng nhằm giảm các nguy cơ hư tổn làn da do tia UVA và UVB gây ra. Và bên cạnh đó thì nồng độ mà FDA cho phép đưa AHA vào trong mỹ phẩm được quy định rất là rõ, đó là chỉ giới hạn ở mức dưới 10%. Và dựa trên những nghiên cứu về đặc tính thành phần cũng như là trải nghiệm của người dùng thì các chuyên gia khuyến cáo rằng các sản phẩm AHA sẽ được sử dụng tốt nhất khi tồn tại dưới dạng gel, cream hoặc là lông tông, và những dạng này thì cho khả năng thẩm thấu tốt nhất. Và đối với AHA dưới dạng sữa rửa mặt hoặc là sản phẩm rửa với nước thì sẽ không cho hiệu quả cao, bởi vì AHA bị trôi trước khi mà chúng có thể kịp phát huy công dụng trên làn da. Khái niệm AHA, BHA đến gần phái đẹp nhất chính là PolyChoice Skincare, và đây là nhãn hàng đã có mặt trên thị trường hơn 20 năm và trở thành cosmetic brand yêu thích của hàng triệu khách hàng trên toàn thế giới. Với nồng độ AHA 5% nhẹ nhàng, sản phẩm loại bỏ tế bào chết dành cho làn da khô lão hóa rất là lý tưởng để làm sạch đi những tế bào chết trên bề mặt của làn da và cải thiện tình trạng làn da không đều màu. Và độ pH dao động từ 3,5 cho đến 3,9 thì phù hợp với độ pH tự nhiên của làn da, đảm bảo không gây bào mòn bề mặt. Thành phần tái tạo tế bào giúp chống oxy hóa và làm mềm mịn rất là rõ rệt. Và để sử dụng AHA đúng cách thì các bạn có thể tham khảo hướng dẫn sau đây. Đối với những người lần đầu tiên sử dụng AHA thì chúng ta hãy bắt đầu với nồng độ 5% và sử dụng cách ngày, tức là 3 lần trên một tuần, và dùng liều lượng ít để có thể thử được độ kích ứng trên làn da. Và hiện tượng có thể thấy đó là làn da sẽ bị bong chóc nhẹ hoặc là ửng đỏ nhẹ, thì điều này không có gì đáng lo ngại, bởi vì đây là phản ứng của thành phần khi đang phá hủy liên kết cũ trên bề mặt da và giải phóng tế bào da cỗi, và làn da của bạn sẽ nhanh chóng tái tạo và căng mịn vài ngày sau đó. Và hãy sử dụng AHA sau bước tẩy trang, rửa mặt và trước bước tinh chất. Đây là lúc mà làn da đã đạt được trạng thái lý tưởng và bề mặt da được làm sạch, lỗ chân lông mở, và khi sử dụng AHA thì làn da sẽ được làm sạch một cách tối ưu và loại bỏ nhanh chóng tế bào hư tổn và có thể dọn đường cho các bước dưỡng chất tiếp theo thẩm thấu được một cách tốt nhất. Và sau khi sử dụng AHA thì bạn nên chờ trong khoảng thời gian từ 15 cho đến 20 phút mới bắt đầu quy trình dưỡng da tiếp theo. Đối với các sản phẩm AHA của PolyChoice thì bạn hoàn toàn có thể apply ngay các sản phẩm khác nếu như không có đủ thời gian, và bạn đều có thể dùng AHA vào buổi sáng và buổi tối. Và tuy nhiên thì các thành phần của AHA hấp thụ ánh sáng mặt trời rất là mạnh, cho nên vào ban ngày các bạn cần phải sử dụng kem chống nắng có chỉ số từ 30 trở lên. Dưỡng ẩm đầy đủ cũng rất là quan trọng để có thể hạn chế tối đa tình trạng bong chóc hay là mẩn đỏ. Và ngoài ra thì bạn cũng có thể dùng kết hợp mà AHA với BHA, AHA với retinol, hoặc là AHA với vitamin C, hoặc là niacinamide, hoặc là hyaluronic acid để có thể tăng cường hiệu quả. Các bạn tuyệt đối không nên sử dụng AHA quá liều lượng. Việc lạm dụng quá nhiều thành phần này vào việc chăm sóc da có thể làm tăng độ nhạy cảm của làn da, và khi sử dụng sản phẩm thì chúng ta nên vỗ nhẹ nhàng, tránh trà sát để sản phẩm có thể thẩm thấu nhanh chóng nhất, và chỉ nên dùng 1 đến 2 sản phẩm chứa AHA hoặc là BHA. Và thói quen thay đổi các thương hiệu sản phẩm liên tục thì sẽ dẫn đến làn da có nguy cơ tổn thương nghiêm trọng do thời gian phải làm quen với các quy trình dưỡng da mới không đủ, và chúng ta cần lựa chọn các sản phẩm phù hợp với làn da, tránh sử dụng mỹ phẩm có chứa AHA theo phong trào, mà các bạn hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia cũng như là tìm cho mình thương hiệu uy tín trước khi sử dụng sản phẩm. Và với những sản phẩm AHA có nồng độ trên 15% thì các bạn cần phải có sự cho phép của bác sĩ da liễu, bởi vì sử dụng chúng thì sẽ khiến cho làn da sẽ rát, bị bỏng nhẹ. Và mình sẽ để link review sản phẩm chính hãng bạn có thể tham khảo. Và một trong những thương hiệu tiên phong trong việc cung cấp sản phẩm có chứa AHA, BHA thì chính là PolyChoice.